Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 5 của trang web olm.vn. Ở những bài giảng trước, các con đã được làm quen với hình hộp chữ nhật, hình lập phương là các hình ở trong không gian. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về hai hình khối nữa, đó chính là hình trụ và hình cầu. Trước hết, cô muốn các con chơi một trò chơi ở dưới đây. Trò chơi có tên gọi phân loại hình dạng các vật. Ở đây cô có các đồ vật rất quen thuộc, ví dụ như nước uống trái cây, viên bi, hộp chè, quả bóng, quả địa cầu, cái cốc, vân vân. Bây giờ cô muốn các con chia các đồ vật này thành hai nhóm mà mỗi nhóm chứa các đồ vật có hình dạng giống nhau. Chúc mừng, như vậy các con vừa phân loại rất chính xác. Chúng ta thấy được ngay rằng các đồ vật này sẽ có thể được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất bao gồm hộp chè, cái cốc, hộp sữa ông thọ và hộp nước trái cây. Nhóm các đồ vật này có chung một hình dạng và hình đó được gọi là hình trụ. Còn nhóm còn lại bao gồm quả địa cầu, quả bóng trang trí, quả bóng hay là viên bi thì có chung hình dạng được gọi là hình cầu. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu những đặc điểm chung của hình trụ và hình cầu. Trước hết cô sẽ nói về hình trụ. Các con hãy cùng nhìn những mô hình mô phỏng hình trụ. Hộp sữa, hộp chè, cái cốc và hộp nước trái cây. Đây chính là hình mô phỏng của hình trụ. Các con tiếp tục quan sát. Ở đây cô có một hình mô phỏng của hình trụ. Đây là hình 3D. Trước hết cô sẽ xoay hình trụ này theo các chiều và các con hãy trả lời những câu hỏi xuất hiện trên màn hình để chúng ta có thể hiểu được rõ hơn về các đặc điểm của hình trụ. Các con chú ý ở đây, hình trụ có hai đáy. Hãy cùng quan sát mô hình 3D để biết hai đáy đó có hình dạng gì nhé. Các con hãy quan sát thật kỹ, hai đáy có hình dạng gì? Đúng như vậy, chúng ta sẽ thấy ngay là hai đáy của hình trụ là hai hình tròn bằng nhau. Chúng ta có kết luận đầu tiên là hình trụ sẽ có hai mặt đáy là hai hình tròn bằng nhau. Tiếp tục cô sẽ xoay hình trụ, các con hãy cho cô biết hình trụ có mấy mặt bên. Đây các con sẽ thấy ngay được rằng là gì, hình trụ sẽ có duy nhất một mặt bên. Vậy là khi nói về hình trụ, các con cần nhớ hai đặc điểm. Hai mặt đáy của nó là hai hình tròn bằng nhau và hình trụ thì chỉ có một mặt bên. Tiếp tục phần thứ hai, cô sẽ nói về hình cầu. Đây là các đồ vật có dạng hình cầu mà chúng ta vừa phân loại. Cô sẽ vẽ mô hình hình cầu như thế này. Đây chính là hình mô phỏng một hình cầu và đây là hình cầu 3D. Cô sẽ xoay hình cầu này và các con sẽ có thể quan sát được hình dạng của hình cầu. Sau khi nghe bài giảng này, các con hãy cùng tìm những đồ vật trong gia đình hoặc là trong trường học có dạng hình trụ và hình cầu. Cảm ơn các con đã lắng nghe bài giảng và hẹn gặp lại trong các bài giảng tiếp theo của olm.vn.